quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Điểm tin nổi bật trong tỉnh tuần từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 5. Chương trình có các nội dung chính sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 20 tháng 5, tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 39 ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ Chính trị gắn với tổng kết chỉ thị số 11 ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và tổng kết thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 10 năm qua, cấp ủy các cấp của tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cùng với đó công tác tuyên truyền chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch được đẩy mạnh. Hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới được phát huy, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích làm rõ việc nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, việc nhận diện những biểu hiện vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay, giải pháp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng. Phát biểu kết luận các nội dung hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị các cấp ủy, các cơ quan chức năng, các đồng chí tham dự hội nghị với chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, nội dung theo chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp tiếp thu các ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện báo cáo, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành, gửi Ban Tổ chức Trung ương. Chiều ngày 20 tháng 5, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 33 và gần 3 năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Toàn quốc về văn hóa, sự nghiệp phát triển văn hóa con người tỉnh Hà Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đầu tư và phát triển, công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa tiếp tục được củng cố, kiện toàn, có bước phát triển. Hoạt động văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, nhất là phục vụ cho công tác phát triển kinh tế, du lịch, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa con người Hà Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa con người, trọng tâm là nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận số 76 ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc và các kế hoạch chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 33 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành địa phương, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người.
Xác định rõ quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu động lực phát triển bền vững đất nước, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. Nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. Cũng tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt triển khai chỉ thị số 30 ngày 5 tháng 2 năm 2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt triển khai chỉ thị số 29 ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Chỉ thị số 31 ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quán triệt triển khai chỉ thị số 32 ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Kết luận số 69 ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sáng ngày 23 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã diễn ra hội nghị thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 và phiên họp thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5. Về nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, hội nghị đã thảo luận thống nhất dự kiến kỳ họp sẽ tổ chức trong 2,5 ngày. Trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7 năm 2024 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngoài những nội dung thường lệ theo luật định, kỳ họp sẽ tiến hành một số nội dung quan trọng khác. Để chuẩn bị cho kỳ họp, công tác tiếp xúc cử tri dự kiến trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 10 tháng 6 năm 2024, mỗi huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp xúc cử tri tại 4 điểm. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới, trong đó tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Trọng tâm là tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành, nhất là các nghị quyết vừa được ban hành tại kỳ họp thứ 17, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2024. Tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung theo nghị quyết về kết quả phiên họp chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Rà soát, chuẩn bị kỹ các nội dung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát, nắm tình hình, đảm bảo việc tuân thủ hiến pháp, pháp luật tại địa phương, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, vi phạm, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2024 theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trước cử tri, nhân dân, nêu cao trách nhiệm của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện chức năng giám sát, tiếp xúc cử tri theo các quy định của pháp luật, tích cực chủ động đề xuất những nội dung chất vấn thảo luận tại kỳ họp thường lệ giữa năm. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo đúng quy định, nhất là trong hoạt động giám sát, thẩm tra của các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chiều ngày 21 tháng 5, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo đôn đốc kiểm tra việc thực hiện thông báo kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với các dự án đầu tư, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, theo quyết định số 332 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo tình hình triển khai những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các thông báo, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về lập quy hoạch, đề xuất dự án phát triển đô thị nhà ở, dự án BT, tình hình thực hiện một số dự án đô thị sản xuất kinh doanh, đề án trọng điểm như dự án khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo, các dự án khu đô thị Đại học Nam Cao, khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang, khu đô thị Đại học Nam Cao, khu công nghệ cao Hà Nam và tình hình thực hiện các dự án đầu tư công một số dự án trọng điểm, tình hình thực hiện các dự án tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, tình hình thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, về rà soát các dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu dân cư trên địa bàn còn vướng mắc về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và các thủ tục liên quan để triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các địa phương cũng đã đề xuất kiến nghị ban chỉ đạo một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để tập trung nâng cao chất lượng, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai lập thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng nhằm phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định, tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư về thủ tục đầu tư triển khai thực hiện đề xuất dự án đầu tư trên địa bàn. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo theo quyết định số 332 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các thông báo kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo rà soát tổng thể tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã được Ban chỉ đạo giao, trong đó làm rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành, nhất là các công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của tỉnh, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để có các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 22 tháng 5, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024. Tại hội nghị, công dân Đỗ Thị Sỏi, xóm Vĩ Cầu, thôn Vĩ Khách Cầu, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét việc gia đình bà đang được hưởng chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Đỗ Văn Dũng, cậu ruột của chồng bà. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay không được hưởng tiếp. Sau khi nghe công dân trình bày và các ý kiến phát biểu đề xuất của đại diện lãnh đạo các đơn vị địa phương, căn cứ vào quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn chính quyền địa phương tiến hành xác minh rà soát cụ thể chính xác đối với hai liệt sĩ đều có tên Đỗ Văn Dũng, quê quán xã Liêm Túc và liệt sĩ Đỗ Văn Dũng, quê xã Thanh Hương. Căn cứ vào kết quả rà soát xác minh, nếu có đủ căn cứ, Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với cơ quan chuyên môn chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công nhận và cấp bằng tổ quốc ghi công theo đúng quy định của nhà nước, bảo đảm theo đúng chế độ của công dân. Thời gian hoàn thành hồ sơ trong tháng 7 năm 2024. Trong quá trình giải quyết hoàn thiện hồ sơ cần thông tin với gia đình để phối hợp giải quyết, bảo đảm theo đúng chế độ quy định của nhà nước, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi đôn đốc quá trình giải quyết và trực tiếp báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tiến độ giải quyết vụ việc, bảo đảm thời gian theo quy định. Sáng ngày 21 tháng 5, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Báo cáo kết quả tại hội nghị nêu rõ, ngay sau cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh ngày 23 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tham mưu ban hành thông báo kết luận số 86 ngày 25 tháng 4 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực để yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tiếp tục được tăng cường. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh xác định tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục,
liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan và đại biểu dân cử, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ đạo tăng cường phối hợp đẩy mạnh hơn nữa tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng tiêu cực. Chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thanh tra tỉnh, các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ tỉnh ủy thông qua việc thanh tra kiểm tra thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, kịp thời chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và thông báo cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh để xử lý theo đúng quy định. Ngày 23 tháng 5, tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ tư kỳ họp thứ 7, buổi sáng Quốc hội tiến hành phiên thảo luận ở tổ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tham gia thảo luận tại tổ 18 gồm các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, Trà Vinh. Thảo luận đối với nội dung đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ sự nhất trí cao đối với báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đưa ra một số đánh giá về những hạn chế trong thời gian qua. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nguồn lực cho phát triển văn hóa còn hạn chế, tình hình quá tải ở một số bệnh viện tuyến trên vẫn chưa được khắc phục triệt để. Việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế còn diễn ra cục bộ ở một số địa phương, cử tri và nhân dân đã có những phản ánh kiến nghị về vấn đề này. Tiến độ triển khai gói cho vay nhà ở xã hội chưa đáp ứng kỳ vọng đề ra. Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, mặc dù đến ngày 30 tháng 4 năm 2024 đạt 17,46% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, để đạt được kế hoạch năm thì vẫn cần phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu và cần có giải pháp cụ thể, hiệu quả, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng của quốc gia. Về giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đồng chí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam nhất trí với các giải pháp đã nêu trong báo cáo, đồng thời đề nghị cần quan tâm, tập trung vào một số nội dung. Cần có các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, kịp thời xử lý khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như đường cao tốc, dự án liên vùng. Chiều ngày 23 tháng 5, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Để thực hiện tốt tháng hành động vì trẻ em năm 2024, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm tăng cường nhận thức kỹ năng của gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo tố giác các hành vi xâm phạm, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với trẻ em, chủ động phòng ngừa và giải quyết ngay tại cơ sở các vụ xâm hại, ngược đãi, bạo hành trẻ em, kiểm tra, rà soát những nơi không an toàn có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, nhất là các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước, việc sử dụng lao động trẻ em và có biện pháp xử lý kịp thời bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham mưu với Ủy ban Nhân dân cung cấp, xây dựng kế hoạch phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với các nội dung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, tiếp nhận xử lý kịp thời thông tin, thông báo, tố giác về bạo lực xâm hại trẻ em, truyền thông quảng bá về tổng đài, điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em là số 111. Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã trao tặng giấy khen cùng phần thưởng trị giá 3 triệu đồng trên một em cho 5 trẻ em tiêu biểu vượt khó của tỉnh. Ban tổ chức cũng đã trao tặng 110 suất học bổng, 35 chiếc xe đạp cùng nhiều phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí chương trình là hơn 800 triệu đồng.
Sáng ngày 21 tháng 5, tại đền Liệt sĩ Núi Chùa, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Liêm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm trận chiến đấu chống càn tại Núi Chùa, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, ngày 21 tháng 5 năm 1954, 21 tháng 5 năm 2024. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống trận chiến chống càn bi hùng năm xưa của quân và dân ta. Ngày 21 tháng 5 năm 1954 đã diễn ra trận chiến đấu chống càn oanh liệt bi hùng của bộ đội ta với binh đoàn chủ lực của quân Pháp tại thôn Tranh Chè, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Trong trận chiến đấu chống càn ngày 21 tháng 5 năm 1954 của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 227, trung đoàn 95, đại đoàn 325 và một số cán bộ chiến sĩ trung đoàn 48, đại đoàn 320 tại Núi Chùa, xã Thanh Tâm với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, bộ đội ta được sự phối hợp giúp đỡ của bộ đội du kích, nhân dân địa phương đã chiến đấu ngoan cường, tiêu diệt và làm thương hơn 300 tên địch, bắn cháy 5 xe các loại buộc chúng phải rút lui. Trong trận chiến đấu ấy, hơn 200 cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương đã anh dũng hy sinh. Riêng trung đoàn 95, đại đoàn 320 có 175 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh và mất tích, 108 đồng chí bị thương. Tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến đấu chống càn năm xưa, khu di tích lịch sử Núi Chùa được xây dựng và hoàn thành vào năm 2011, được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Bày tỏ lòng tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang các cấp trong tỉnh đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc. Nhân dịp này, huyện Thanh Liêm đã trao tặng những phần quà có ý nghĩa cho 9 du kích địa phương năm xưa từng tham gia trận chiến đấu chống càn tại Tranh Chè ngày 21 tháng 5 năm 1954 hiện còn sống trên địa bàn. Sáng ngày 22 tháng 5 tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết vụ mùa năm 2023, vụ đông năm 2023-2024, triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ mùa năm 2024, vụ đông 2024-2025. Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy gần 28.000 ha, năng suất phấn đấu đạt 55,8 tạ trên 1 ha. Về cơ cấu vụ mùa, lúa trà sớm chiếm trên 54%, còn lại mùa trung, mùa muộn chỉ khoảng 3%. Về thời vụ, các địa phương cấy xong trà muộn sớm trước 30 tháng 6, mùa trung mùng 5 tháng 7 và kết thúc gieo cấy khoảng từ mùng 10 đến 15 tháng 7. Đối với vụ đông 2024-2025, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng đạt 8.093,5 ha, với các cây trồng chủ lực gồm ngô là 2.029 ha, dưa chuột 715 ha, bí xanh 395 ha, bí đỏ 815 ha, rau các loại hơn 1.696 ha. Để sản xuất đạt hiệu quả cao, các địa phương cần triển khai tốt các giải pháp, quy hoạch bố trí sản xuất vụ mùa, chú trọng đến trà lúa mùa sớm gắn với sản xuất vụ đông, thực hiện đúng lịch thời vụ, nhất là diện tích lúa gieo thẳng, chuẩn bị đầy đủ giống lúa ngắn ngày và mạ dự phòng, vật tư phân bón, tuyên truyền hướng dẫn người dân giữ nước trên đồng ruộng ở giai đoạn cuối vụ, thu hoạch để lại gốc rạ ngắn, làm đất sớm. Các đơn vị kỹ thuật của ngành nông nghiệp huyện, thành phố, thị xã, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật sản xuất cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, bản tin điểm các sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.